Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh, và hôm nay thì em xin được tiếp tục khui thùng để giới thiệu với các bác về một cái sản phẩm mới về hàng ở Vinshop. Và em này thì có cái tên mã model là Aquaphase C3009 các bác nhá. Đây là một cái sản phẩm vừa mới hạ cánh tại Vinshop. Ôi, các bác sẽ có một cái thùng hai nước và một cái hóa đơn ở bên phía shop bên kia bác nhá. Ôi giời, chết rồi, sao lại mới thế này? Ôi tôi chết rồi. Mình đặt con 3009 xong rồi con 305V này. Tôi chết rồi. Nhầm mới đúng không? Ôi 305V mới chết rồi. Đẹp gần như mới các bạn ạ. Chết rồi, đặt con 3009 với C3009 lại về con 305V này chết rồi. Mới quá. Gần như là mới luôn các bác nhá. Và các cái phụ kiện đi kèm thì các bác sẽ có một cái kiểm zin này. Một kiểm zin và một cái kiểm Kataro các nhá. Mặc dù là bạn đặt C3009 nhưng mà về cái con 305V này thì cũng cảm giác cũng hài lòng. Cực kỳ đẹp các bạn. Đẹp gần như là mới, không có xước sát hay là bất kỳ một cái cấn cạnh gì các bác nhá. Đẹp quá. Đấy, các bạn quan tâm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại cũng như là qua fanpage em để trong phần mô tả các bác nhá. Và em cũng xin được dừng video ở đây. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ạ.